Bây giờ trước khi cho máy chạy thì mình sẽ giải thích kỹ hơn về vấn đề địa phân nước. Thì trong nước máy của chúng ta sẽ có sẵn clo, thì chúng ta cho vào trong này, máy sẽ dùng dòng điện để điện phân. Điều này sẽ tạo ra những góc H2O2 và HClO, và hai chất này giúp cho việc mà khử khuẩn hiệu quả hơn. Nhờ đó mà nước dùng để lau nhà sẽ được tiệt trùng hoàn toàn, đảm bảo không có vi khuẩn nào cả. Ok, bây giờ mình sẽ cho Mini SC chạy thử nhé. Đầu tiên, khi bắt đầu chạy thì máy sẽ cần phải làm ướt rỉa lau, đồng thời giặt rỉa lau trước khi chạy. Thì sẽ tốn một khoảng thời gian ban đầu nhé. Độ ồn của máy khi chạy thực sự là khá là ok. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng 50 mấy, 60 decibel thôi. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là robot bo rất sát những vật thể nhưng không hề chạm vào, chứng tỏ rằng là cảm biến hoạt động rất là ok. Đồng thời thì rỉa lau rung liên tục, chèn sát xuống mặt sàn và hiệu quả là sẽ khá tốt. Khi robot đi ngang qua những vị trí đã lau rồi, máy sẽ tự động nhấc rỉa lau lên để tránh làm dơ những vị trí đã lau qua. Khi máy làm xong và trở về sàn thì máy sẽ lấy nước sạch xuống để giặt rỉa, và sau đó thì bơm nước dơ vào trong ô chứa riêng. Khi kết thúc chu trình làm sạch thì máy sẽ bắt đầu sấy khô rỉa lau. Ở đây thì mình có thể nghe tiếng quạt gió, một tiếng cũng khá nhỏ thôi, nên trong video thì có thể các bạn sẽ không nghe thấy. Bây giờ thì mình sẽ dùng cát để đo thử xem khả năng hút được bao nhiêu phần trăm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một lượng cát trong này. Đây là cát xây dựng nên tỷ lệ hao hụt có lẽ sẽ khá lớn do tỷ lệ bám ở chuyên hộp và nhiều yếu tố khác nữa. Chúng ta có 32.16g. Nền nhà gần như là chúng ta không còn thấy cát nữa. Ở một vài vị trí như là cái đường nếp giữa cái hai cái tấm trải này thì nó một con đường gờ lên và mình dính một ít cát ở đây, khá là ít thôi. Tuy nhiên thì đây là một vị trí cũng khá là khó khăn do đây là một cái vị trí không phải bằng phẳng. Còn những vị trí bằng phẳng khác thì mình thấy gần như nó không còn cát nữa rồi. Sàn nhà lau xong thì lớp nước rất là mỏng, nhờ đó mà gần như khô ngay lập tức, chứ không gây ra hiện tượng trơn trượt nhá. Ok, mình sẽ cùng cân thử xem là lượng cát máy hút vào được bao nhiêu nhé. Đây là hộp bụi, khá là nhiều cát, mọi người thấy ở đây. Thì lượng cát này gần như chúng ta sẽ cân sẽ rơi vào hao hụt khá nhiều, vì mình đã lỡ làm rơi ra đây rồi. Một số cát bị ướt nên nó không thể nào mà ra khỏi được cái hộp này, nên lượng cân được chúng ta lên tới 28g. Với lượng tóc thì hầu hết là cuốn vào trên chổi của máy, và một phần còn lại thì được hút vào trong hộp bụi. Để vệ sinh phần này thì cũng khá là dễ dàng, chúng ta chỉ cần lấy chổi chính ra. Ở hai đầu đặc biệt của cái này nó có một cái ngàm khóa, mới thể vặn nhẹ và lấy được cái khóa nó ra. Chúng ta có thể rút tóc ra, hoặc là chúng ta dùng một cây dao, chúng ta chỉ cần cắt đứt những sợi tóc này một cách nhẹ nhàng, như vậy có thể lấy tóc ra khá là nhanh. Đây là rỉa lau của máy sau khi được tự động giặt, thì theo mình thấy nó khá là sạch. Khi mà trên rỉa lau này chúng ta không còn thấy những dấu vết nào mà dơ đáng kể nữa, chỉ có một vài vị trí như là vị trí cát ở đây bị cặn ở nằm ngoài vị trí giặt, dẫn tới là vẫn còn đọng lại. Và đây là bình nước của máy, đây là bình nước dơ. Có một điều đặc biệt là khi mình mở ra thì mùi clo nó khá là nồng. Mùi clo này nó tương tự như là cái mùi clo trong nước hồ bơi vậy. Lý do máy đã dùng dòng điện là điện phân nước khử khuẩn cho nước, đồng thời khiến cho mùi clo bị tách ra, thì cái này là một hiện tượng bình thường và nó hoàn toàn an toàn, giúp cho chúng ta khả năng khử khuẩn tốt hơn rất nhiều so với những dòng máy thông thường trên thị trường hiện nay. Và lượng nước dơ thì có khả chứa được khá nhiều, mọi người có thể xài khá là thoải mái. Có lẽ là ngoài việc đổ bụi khoảng tầm 2-3 ngày một lần thì mọi người chỉ cần thêm nước cũng khoảng 1 tuần một lần thôi. Ok, như vậy chúng ta đã cùng đi qua tổng quan những chức năng chính của Mini SC. Và theo mình thì đây là một máy cực kỳ sáng giá khi có khả năng tránh nén vật thể tốt. Nhờ có cảm biến thảm tự động nâng hạ rỉa lau khi gặp thảm thì máy có thể làm việc trên toàn bộ mặt sàn, sàn gỗ, sàn thảm hay là sàn gạch chỉ trong một lần bấm. Máy đã tự động xử lý vấn đề này mà chúng ta không phải suy nghĩ gì về nó nữa cả. Nếu các bạn đang tìm một trợ thủ dọn nhà có khả năng tự động cao thì Mini SC sẽ là một ứng viên cực kỳ sáng giá trong thời điểm cuối năm nay. Có một mức giá khá tốt trong các dòng tự giặt rỉa lau, tự động rất nhiều, đồng thời thì máy chạy rất là êm. Nếu các bạn sử dụng nó, thứ duy nhất các bạn làm đó chính là đi đổ bụi và thêm nước hàng tuần, rất là thoải mái. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dòng Mini SC, đừng quên comment bên dưới, ông trùm nội trợ sẽ sớm giải đáp nhé. Ok, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.